bác sĩ cho em hỏi là trước em có răng số 6 bị sâu lớn, có chỉ định nhổ bỏ và đã nhổ, nhưng mà sau khi nhổ thì mất ngủ. Đấy, có phải nhổ răng ảnh hưởng thần kinh hay không? Vinalize, một nụ cười thay ngàn lời nói. Ô, một cái câu hỏi mà rất là hay này. Đấy, liên quan đến cả nhổ răng này, liên quan đến cả stress, mất ngủ, vân vân, đúng cái lĩnh vực mà tôi đang nghiên cứu về về thần kinh, về 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 vấn đề stress. Tôi đang nghiên cứu, đang học thêm một cái văn bằng nữa chuyên về thần kinh và não bộ. Thì xin trả lời các bạn như sau. Thì thứ nhất là cái răng số 6 ấy, thì chúng ta phải thấy rằng là một cái răng ăn nhai chính. Răng số 6 là cái răng gần như mọc đầu tiên trong cung hàm và nó thực hiện một chức năng ăn nhai chính và nó giúp hướng dẫn. Nó mọc đầu tiên mà, những cái gì mà đầu tiên thì thông thường nó để giúp cho cái vấn đề hướng dẫn cho sự mọc các răng khác. Và trong trường hợp mà răng số 6 nó bị sâu vỡ lớn như thế này, tức là nó bị mất chất này, rồi nó bị vỡ gần như nát hết thân, không có khả năng là bảo tồn nữa. Và thậm chí có những trường hợp mà viên tủy mạng mà có lỗ giò, bên trên có những nang, thì nang lớn, nang trên răng, nang nhiễm trùng ấy, thì chúng ta sẽ phải nhổ. Và nhổ răng ấy thì bởi vì là cái răng ăn nhai chính mà mình cần phải phục hồi nó để chúng ta đảm bảo cho quá trình ăn nhai, thì chúng ta phải có thể phải cấy implant này. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ phải kéo các cái răng số 7, số 8 vào trong trường hợp mà phải kéo đi để chỉnh nha, kéo vào, tức là chúng ta phải phục hồi. Đấy, còn nếu mà chẳng hạn như chúng ta để mất lâu rồi mà cái răng số 7, số 8 nghiêng vào, thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn luận sau. Đấy, ở cái phần cuối video này tôi sẽ bàn luận. Còn đến cái phần vế thứ hai ấy, là trường hợp mất ngủ, thì chúng ta phải hiểu rằng là gì? Mất ngủ nó là một cái bệnh rất là phổ biến trong cái xã hội hiện đại ngày nay. Đấy, ngày xưa thì có thể là mất ngủ ở những cái cụ trung niên. Đấy, tức là nó là sinh lý đó, mất ngủ sinh lý ở những cái cụ già mà họ chỉ ngủ vài tiếng. Thế nhưng mà bây giờ cái tỷ lệ mà mất ngủ đang tăng hơn cả tuổi trẻ nữa. Thế thì các dấu hiệu mất ngủ thông thường nó hay có thể là khó ngủ chẳng hạn. Tức là chúng ta không ngủ sâu, ngủ không sâu. Thông thường là hay tỉnh giấc vào giữa nửa đêm chẳng hạn. Hay là ngủ chăn chọc đấy, gọi là khó ngủ hay ngủ chăn chọc. Ngủ có thể hay mơ màng. Tức là thông thường có những người mà hay mơ, nhất là một lúc sáng, gần sáng sớm. Tức là cái cuối của chu kỳ ngủ. Tôi một cái hôm nào đó có đủ điều kiện thì tôi sẽ nói về sâu hơn về cái vấn đề về các cái giai đoạn ngủ. Hay là ngủ mà khi mà tỉnh dậy thì chúng ta hay mệt mỏi, buổi sáng hay mệt mỏi. Đấy là những cái dấu hiệu cho thấy rằng là chúng ta có thể đang bị mất ngủ. Thì nguyên nhân nó nhiều nguyên nhân lắm trong xã hội hiện đại. Thì có thể do bạn đang bị căng thẳng, bị stress, bị deadline rồi nhiều suy nghĩ, tình yêu, tình báo, rồi làm việc sếp giao rất nhiều các công việc deadline mà mình bị áp lực ở trong đó. Đấy. Hoặc là trong chúng ta sử dụng nhiều những cái chất mà ảnh hưởng đến giấc ngủ, ví dụ như là caffeine. Đấy, như nhiều mà bạn nào mà đã hay mất ngủ trong tối đấy, hẹn hò nhau đi làm một vài cốc cà phê thì về kiểu gì hoặc là chúng ta hay đi nhậu uống rượu là một trong những chất mà uống chưa tới mà gây tình trạng mất ngủ trong bạn được không. Rồi ăn quá no chẳng hạn, như là hay đi nhậu hoặc là buổi tối lại ăn ngon quá, lại làm cho một vài bát ốc ếch thì cũng sẽ rất là mất ngủ. Nhưng cái trường hợp này thì cũng ít thôi. Nhưng mà có thể là do môi trường, ví dụ như là có ánh sáng và âm thanh, nơi mà chúng ta, nhà chúng ta lại đang có một cái công trường hay làm đêm, hoặc ánh sáng quá mức thì cũng gây nên tình trạng mất ngủ. Hoặc là thay đổi môi trường sống, hoặc là nhiệt độ đó. Trong giai đoạn mà trời nắng như thế này mà điều hòa chẳng may nó bị hỏng, hoặc là nó cái gió nó không đủ, hoặc là quá lạnh quá mới có tình trạng. Thì đấy là những yếu tố về môi trường, hoặc là yếu tố nội tại, stress. Thế bây giờ quay trở lại tình trạng là nhổ răng có gây mất ngủ hay không, thì tôi đã làm rất nhiều cái video nói về cái tình trạng đó là nghiến răng, hoặc là tình trạng mà do cái yếu tố thần kinh gây tình trạng mất ngủ cũng thể do răng, nó chiếm khoảng 10%. Ví dụ như tôi quay trở lại trường hợp vừa xong ấy, là bạn bị nhổ răng số 6 nhưng cái răng số 7, răng số 8 nó lại nghiêng vào cái chỗ mất ngủ thì gây các cái điểm cản trở trong cái chuyển động của cung hàm. Và cơ thể luôn luôn có những cái cơ chế bảo vệ, khi mà có cái điểm cản trở như vậy thì cái hàm dưới ấy, nó sẽ phải tìm cái vị trí ổn định nhất để nó đậu vào đó, để cho nó khớp hai hàm với nhau. Và khi như vậy thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là co cứng các hệ thống cơ.
và nó sẽ báo lên hệ thống thần kinh trung ương là gì, à có điểm cản trở đó, có điểm cản trở đó. Và hệ thống thần kinh trung ương luôn luôn bị kích thích như vậy thì nó gây cái tình trạng mà bị stress, và dùng cái từ là bị một cái có cái yếu tố kích thích đó. Và dẫn đến là chúng ta sẽ luôn luôn có cái tình trạng ngủ không sâu. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải đánh giá rằng là gì, khi mà có cái điểm cản trở không tốt do cái vấn đề hàm răng ấy thì nó sẽ đi kèm với những hậu quả, ví dụ là gì, đau khớp khá thương hàm hoặc đau cơ, hoặc là thậm chí là sáng dậy đau vai cổ gáy, thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta, nó liên quan đến về khớp nhai, khớp cắn của chúng ta, có liên quan đến cái tình trạng mất ngủ hay không, tức là nó phải liên quan đến cái dấu hiệu cơ năng là gì, đau vai cổ gáy rồi có những dấu hiệu về căng cơ thì chúng ta sẽ biết ngay. Thế thì hy vọng rằng là những cái thông tin của chúng tôi sẽ cung cấp một cái phần nào đó thông tin cho các bạn để chúng ta sẽ đi thăm khám. Ví dụ như là chúng ta có thể qua những trung tâm chuyên về khớp thái dương hàm, chúng ta check một cái này ra ngay để xem có phải là do cái điểm cản trở hay không, vân 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 vân. Còn nếu mà chúng ta chỉ nhổ răng số 6 đơn thuần trong một cái giai đoạn, tức là do cái hậu quả của việc nhổ răng ấy, thì tôi nghĩ rằng là không hẳn, không phải. Bởi vì sao ấy, nhổ răng, thậm chí là nhổ răng số 8, có rất nhiều các khách hàng nhổ răng số 8 thì vẫn đưa lại cái kết quả bình thường tốt, người ta vẫn sống ăn uống tốt, về vẫn ngủ tốt. Thế thì cái việc mà mất ngủ thì chỉ có liên quan cản trở khớp cắn do những trạng răng khác đổ vào, hoặc là thậm chí là do rối loạn khớp cắn, thì mình cần phải thăm khám một cách đầy đủ. Thì xin chào, chị Nam Bùi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của tôi, và nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ video của tôi để kiến thức của tôi được cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.